Đoạn clip ghi lại vụ việc một nam thanh niên cầm dao hùng hổ đòi lao vào cuộc hỗn chiến, mặc cho mẹ già khóc lóc can ngăn. Quý vị có biết không ạ? Phẫn nộ hơn là nam thanh niên còn hung hăng đến nỗi đẩy mẹ già ngã xuống đất vô cùng đáng thương. Thấy con trai cầm dao lao về phía nhóm người, người mẹ chạy ra ôm chặt người con kéo lại, nhưng liên tục bị đẩy ngã xuống đất. Dù bị ngã nhiều lần, nhưng người mẹ vẫn quyết không buông con trai. Nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đã không ngừng khuyên can nam thanh niên, nhưng vẫn không hề có kết quả. Thế tình hình phức tạp, nhóm người trên bỏ đi. Bà mẹ già dù kiệt sức vẫn giữ chặt con và kêu mọi người cầu cứu công an. Theo người đăng tải clip, sự việc trên diễn ra trên đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.